Ngày 13 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 tại Hội trường Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do đồng chí Nguyễn Thị Yến trình bày nêu rõ. 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn trừ dầu khí tăng 6,48%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.397 USD, tăng 164 USD so với năm 2015. Khai thác cảng biển tiếp tục tăng trưởng khá, khối lượng hàng hóa qua cảng đạt 33,6 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục được đầu tư thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,7 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 2.800 tỷ đồng, thu ngân sách đạt dự toán, bảo đảm chi cho các hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư phát triển, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, công tác xây dựng đảng, chính quyền được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, việc triển khai thực hiện quy định số 01 ngày 10 tháng 5 2018 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống tham nhũng. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở, ngành, địa phương về một số giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu từng cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể ngay sau kỳ họp này phải rà soát lại những vấn đề còn hạn chế yếu kém, những nhiệm vụ chưa được thực thi hiệu quả so với nghị quyết đại hội cấp mình đề ra để có biện pháp khắc phục. Mọi vướng mắc trì trệ phải được tháo gỡ và xử lý kịp thời. Mọi cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phải được thay đổi. Chúng ta phải thật sự toàn tâm cùng một chí hướng thì mới có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 6 đề ra. Dự kiến trong chương trình làm việc ngày thứ 2 ngày 14 tháng 7, hội nghị sẽ đóng góp ý kiến vào một số dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương.